Đã trị rụng tóc hói đầu thì đừng nên nóng vội. Mình biết là các bạn đang rất nóng lòng để có một cái mái tóc nó bồng bềnh giống như mình hiện tại. Thì đối với mình, ở những cái khoảng thời gian mà khi mà mình bị rụng tóc, mình cũng có cái cảm giác như các bạn. Thế nhưng mà ở cái thời gian đó, mình nóng vội, mình đi tìm tất cả các cái giải pháp để trị rụng tóc cho chính bản thân mình. Thì mình thấy được là mình càng nóng vội, mình càng đi tìm, mình càng cố gắng để tìm những cái giải pháp thì tóc mình nó càng rụng nhiều hơn. Vì là mình lúc đó là mình mua các cái sản phẩm, mình xịt các cái tinh dầu bưởi, mình sử dụng các cái loại dầu gội mà trên thị trường marketing rất nhiều về việc là có thể có khả năng kích thích mọc tóc và giảm rụng tóc. Thế nhưng mà càng xịt hay là càng gội thì tóc của mình lại càng giảm rụng nhiều hơn. Và cũng vì đó mà mình bình tĩnh hơn, mình học cách chấp nhận. Mình chấp nhận ở đây là gì? Có những khoảng thời gian mình có suy nghĩ là thôi, nếu như mà mình hói thì mình cũng có thể là mình thôi, mình sẽ cắt đầu trọc, mình sẽ không để tóc dài, không để tóc nữa. Và mình cũng sử dụng những cái app á, để mình xem nếu mà mình để tóc đầu trọc ấy, thì mình sẽ như thế nào. Và cũng có khoảng thời gian mình đã cắt tóc ngắn, cắt tóc cua, và mình thấy là cũng khá là ổn. Thế nhưng mà nếu mà mình có tóc authentic, tức là tóc của chính bản thân của mình điều trị được, thì có lẽ là mình sẽ tự tin hơn và mình sẽ cảm thấy được là mình thoải mái hơn. Thế sau đó dần dần mình mới lần mò, mình tìm hiểu các cái thành phần, tìm hiểu các cái loại mà điều trị rụng tóc hói đầu. Mình thì cũng không tham gia bất kỳ một cái hội nhóm nào để tham khảo những anh em mà điều trị rụng tóc hói đầu trước đó, vì mình thấy được là sau này khi mà mình đã chia sẻ rồi ấy, thì cũng có rất nhiều người đã tham khảo vào trong các cái hội nhóm và nói lại với mình sử dụng những cái sản phẩm có chứa finasteride. Ai cũng biết là finasteride là cái thành phần sẽ giúp điều trị hói và rụng tóc, tuy nhiên là nó lại quá rủi ro và nguy hiểm với nam giới, nó làm cho nam giới bị ảnh hưởng đến vấn đề về sinh lý cũng như là sinh sản. Thế nên là cũng may mắn một điều là mình không tham gia các hội nhóm đó, nên là mình cũng không sử dụng cái sản phẩm đó. Nếu như mình tham gia sớm hơn thì có lẽ là đến thời điểm bây giờ mình ngồi đây có thể chia sẻ với các bạn là toàn những cái thành phần như vậy. Và ngày hôm nay thì có một bạn nhắn tin cho mình là mình sử dụng cái sản phẩm được 2 tháng rồi, cái combo được 2 tháng rồi, từ xịt cho đến uống, và tóc mái của mình đã mọc nhưng tóc đỉnh đầu là vẫn chưa mọc được nhiều lắm. Thế nhưng mà mình thì luôn luôn nói với các bạn là các bạn phải kiên trì. Các bạn kiên trì thì nó mới có cái tác dụng tốt nhất có thể. Và thường thì sau 3 tháng là các bạn sẽ thấy cái hiệu quả. Đó là bản thân mình đã có cái cảm nhận và trải nghiệm thế rồi. Thế nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp là các bạn đã bị hói quá lâu rồi, các bạn đã bị rụng tóc quá lâu rồi. Nên vì vậy nên là các bạn cần nhiều thời gian hơn. Vì cơ thể của các bạn cũng sẽ cần phải chuyển hóa, cũng cần phải hấp thu và chuyển hóa, cũng như là ức chế dần dần cái DHT. Thế nên là có những bạn mà chia sẻ với mình rất là sớm, sau khoảng hơn 1 tháng các bạn đã có những cái hiệu quả nó rõ rệt rồi. Nhưng cũng có những bạn mà sau 2 tháng, có những bạn thời gian lâu hơn. Tuy nhiên là cái thời gian mình chia sẻ thì nó cũng là mới đây thôi, vài tháng trở lại đây thôi. Sau khi mà mình đã có một cái hiệu quả với một cái mái tóc như hiện tại, thì các bạn biết đấy, mình đã phải đánh đổi rất là nhiều thời gian và tiền bạc. Và mình đã chắt lọc được những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức mình đã tìm tòi để chia sẻ. Và qua cái video này, thật sự từ đáy lòng của mình muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn đang bị rụng tóc hay là hói đầu ấy. Các bạn phải kiên trì. Và những cái sản phẩm mình đã chắt lọc và chia sẻ với tất cả các bạn ấy, nó là những cái sản phẩm thuần tự nhiên và nó là thực phẩm bổ sung, không phải là thuốc. Chính vì thế nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Nếu như các bạn không ăn đầy đủ thì các bạn phải bổ sung vào. Và mình tin là các bạn đã không ăn đầy đủ thì các bạn mới gặp cái vấn đề về rụng tóc. Hoặc là các bạn stress, các bạn cũng nên bổ sung những cái ví dụ như là kẽm để cân bằng lại cái hormone trong cơ thể của các bạn. Và minoxidil, đấy, các bạn luôn luôn nhớ là bổ sung minoxidil khi mà các bạn bị hói hoặc là bị rụng tóc nhiều. Và mình nhấn mạnh lại một lần nữa là cái minoxidil này, khi thời gian đầu các bạn sử dụng từ 2 đến 3 tuần đầu nó sẽ bị rụng tóc, nhưng đó là tính năng của minoxidil. Nếu các bạn tìm hiểu tất cả các nguồn thông tin, các bạn đều biết là minoxidil sẽ bị rụng tóc, nhưng cái rụng nó không quá nhiều đâu. Rụng nó chỉ khoảng trong khoảng từ 2 đến 3 tuần, và rụng với cái số lượng nó vừa phải thôi. Nó sẽ rụng tất cả những cái phần tóc cũ, tóc nó gọi là thúc đẩy cái quá trình mà telogen và tiến đến cái quá trình anagen, tức là cái quá trình mà mọc tóc. Và khi các bạn xem video của mình, các bạn sẽ thường có những cái câu hỏi tại sao ông này lúc nào cũng đem những cái này vào đây. Thế thì bây giờ tôi bảo với các ông là tôi trị rụng tóc và tôi trị thưa tóc và tôi trị hói đầu bằng những cái sản phẩm này, thì tôi luôn luôn phải nhấn mạnh với tất cả các ông, với các bà, mọi người là đây là những thứ thực phẩm bổ sung cũng như là thực phẩm hỗ trợ để điều trị rụng tóc hói đầu. Bây giờ cái mật độ tóc của mình như thế này thì các bạn đều biết rồi đấy, mình đã phải trải qua như vậy rồi, nên là chia sẻ với tất cả mọi người như vậy để cho mọi người yên tâm hơn, để cho mọi người có một cái khách quan. Thực sự nếu mọi người đang cần tìm cái giải pháp để trị rụng tóc hói đầu
thì mọi người hãy nghiên cứu những cái này. Thật sự là hãy nghiên cứu nó đi, chứ mình thì không thể nào mà bắt ép các bạn là phải lựa chọn cái phương án này, vì cái phương án này là phương án ổn nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất đối với mình, và mình đã có cái tác dụng rất tốt rồi. Nếu như mà các bạn thừa tiền thì các bạn đi cấy tóc, mà cấy tóc thì rủi ro sẽ rất cao, đôi khi còn mất tiền, đúng không ạ? Và nếu như các bạn đánh đổi việc là các bạn sẽ chấp nhận là ảnh hưởng đến vấn đề về sinh lý sinh sản thì các bạn cứ đánh đổi. Còn với bản thân mình đã chia sẻ từ mình rồi, nhiều người khác cũng thay đổi rồi, thế nên là lựa chọn đi, lựa chọn quyền là của các bạn. Ok, nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến tóc, da và body thì các bạn cứ hỏi mình sẽ ở bên cạnh các bạn và trả lời tất cả các bạn, bởi vì mình là nam và mình thích làm đẹp.